Quốc mở trung tâm livestream ở biên giới nước ta, lối đi nào cho seller Việt Nam? Phân tích trên góc độ này, chúng ta cần phải nhìn nhận vào ưu và nhược điểm. Ví dụ như về phía Trung Quốc, họ bán hàng xuyên biên giới, bán thẳng vào Việt Nam thì đương nhiên thứ nhất là họ có lợi thế về giá, đây là chắc chắn. Và cái thứ hai nữa là cái cước phí của họ cũng khá là có lợi thế khi mà những cái ưu tiên về chính sách đãi ngộ cũng như thuế. Và tiếp nữa ấy, là cái đường vận chuyển của Trung Quốc nó cực kỳ nó phát triển, dẫn đến là cái việc đưa hàng vào nước ta rất là nhanh. Thế nhưng với các nhà bán hàng tại Việt Nam thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là thứ nhất chúng ta là người bản địa ở đây, chúng ta biết tiếng Việt, do vậy chúng ta giao tiếp với khách hàng chúng ta cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ngoài ra tại sao các bạn không nghĩ đến cái việc là chúng ta sẽ xây dựng thương hiệu cá nhân? Khách hàng mua ok chỗ khác có thể rẻ hơn thật, nhưng mà chỗ bạn nếu như bạn có uy tín tốt thì khách hàng vẫn lựa chọn mua hạn. Tiếp theo nữa là sao bạn không nghĩ đến cái việc chúng ta sẽ đẩy mạnh marketing hơn nữa, bạn thu hút khách hàng tiềm năng nhiều hơn nữa? Khi mà bạn làm tốt kênh marketing thì lúc đó chỉ sợ rằng là bạn không đủ lực, không đủ sức để mà đóng đơn thôi. Tiếp nữa, ngoài ra là bạn có thể xây dựng thương hiệu sản phẩm thông qua việc gia công OEM, hãy đặt nền móng cho cái sản phẩm chúng ta một cái chất lượng tốt cũng như một uy tín tốt và gia công xây dựng cho nó một cái thương hiệu bền vững. Bằng chứng rằng trong những năm gần đây bạn có thể thấy rằng Việt Nam chúng ta đã xuất hiện rất nhiều cái local brand phải không nào, và họ đều bán rất là tốt. Thay vì chúng ta ngồi than vãn, thay vì chúng ta nghĩ những điều tiêu cực, tại sao bạn không nghĩ cách nào đó để thay đổi? Thời thế thay đổi, thị trường thay đổi, hoặc là bạn thay đổi theo hoặc là bạn sẽ bị đào thải, đơn giản như vậy thôi mà.